Hít cái gì? Người ta đang hít không khí sạch. Không biết là thời đại bây giờ không khí nó ô nhiễm nhiều lắm không? Cho nên ai cũng phải có một chiếc máy lọc không khí mini như thế này. Giá chưa tới 2 triệu. Mà máy lọc này nhá, còn có luôn cả tinh dầu để nó tỏa được cái mùi hương. Thơm lắm. Ok, mới biết rõ hơn. Vào review ngay con Levi Core Mini này nhá. À, bắt đầu với cái thứ mà mình phải nói ấn tượng nhất về con này, đó chính là về thiết kế ngoại hình của nó. Core Mini, chữ Mi, tức là nó nhỏ, đúng không? Thật sự, cái thiết kế của máy lọc không khí này á, nó rất là nhỏ anh em ạ. Anh em có thể thấy này, cái gang tay của mình nha. Đây là cái gang tay của mình nha. Anh em thấy là nó chỉ cao hơn cái gang tay của mình không quá nhiều. Cho nên cái sự nhỏ gọn của nó là một trong những cái điểm mà nó sẽ rất hợp lý để cho anh em có thể gọi là trang trí cho một cái bàn làm việc, một cái máy lọc không khí để bàn, hay thậm chí kích thước nhỏ như thế này thì nó sẽ giúp cho anh em có thể để trong những cái khoang của xe hơi. Anh em cần một cái thiết bị lọc không khí trong xe hơi kiểu nó sẽ tốt hơn. Anh em có thể để ở rất là nhiều góc, chẳng hạn như là nhá, bình thường mình để trên bàn làm việc như thế này đúng không? Hoặc có thể trường hợp mà anh em không thích á thì anh em có thể để ở những cái chỗ chẳng hạn như là mình nghĩ anh em sẽ có thể để được. Như kiểu là anh em có thể để ở đây đó. Anh em có thể để lên một cái kệ nào đó như thế này đúng không? Hợp lý không? Mà ngoài để kệ ra, anh em cũng có thể để ở những cái góc mà kiểu setup của TV ấy. Anh em để phòng khách chẳng hạn như là để ở đây như thế này. Đó, thấy không? Để ở phòng khách mà để một cái máy lọc không khí nhỏ như thế này bên cạnh những cái kệ TV ấy, nó sẽ rất là đẹp và rất là hợp, mình rất là thích. Và còn một cái điểm nữa mà mình khá là thích ở con này á, anh em nhìn thấy tôi cầm. Nó rất nhẹ anh em ạ, thực sự nó rất nhẹ luôn. Đây là một cái điểm mà mình rất thích ở con máy lọc này. Ngoài việc kích thước nhỏ gọn thì cái sự nhẹ của nó cũng rất là hay. Rồi, về những cái điểm khác ở trên con máy lọc không khí này thì về cái mặt chi tiết hơn ở con Core Mini này mình thấy á, đó chính là anh em có thể thấy là cái mặt trước của nó nha, nó rất là đơn giản. Ngoài ra anh em có thể thấy là cái khoang mà nó sẽ hút gió vào á là nó sẽ là 360 độ luôn. Anh em nhìn này, đây mình xoay nha, anh em thấy không? Cái khoang hút gió của nó ở ngay phía dưới á là nó 360 độ, tức là xung quanh của con máy này nó có thể hút được không khí ở bên ngoài vào ở bất kỳ một cái góc độ nào thì nó đều có thể hút được hết. Và ngay phía trên này á thì nó sẽ là một cái khoang, tức là một cái khu vực để nó sẽ đẩy những cái không khí sạch ra, và tất nhiên là không khí đi từ dưới lên qua bộ lọc và cho nó sẽ đẩy hết không khí sạch ở trên này ra. Đó, thì trên này cũng sẽ là những cái nút điều khiển nên nó bấm mở này, và nó sẽ chỉ có 3 mode đơn giản là như thế này thôi. Rồi, bên cạnh cái việc đây là một chiếc máy lọc không khí là nó dùng để lọc không khí đúng không? Thì đây là con máy lọc không khí đầu tiên mà mình thấy có cái tính năng này, tức là một cái tính năng gọi là cho anh em cho tinh dầu vào đây để máy lọc mình nó tỏa cái mùi hương của tinh dầu ra. Anh em thấy ở ngay bên hông máy nha, nó sẽ có một cái khay nhỏ nhỏ này, em chỉ cần nhấn vào. Đó là nó sẽ ra được một cái khay, và cái khay này anh em có thể thấy á là nó rất là nhỏ, thì thường bên trong cái khay này nó sẽ có một cái bông, một cái miếng bông để cho anh em nhỏ tinh dầu vào đây để nó lưu hương lại và lưu lại những cái giọt tinh dầu đó, và sau đó anh em chỉ cần đút vào đây. Đó. Và nhấn khởi động máy lên là tự nhiên chiếc máy lọc không khí của anh em biến thành một chiếc máy tỏa tinh dầu. Rồi, còn về những cái công nghệ khác của cái máy lọc không khí này thì nó vẫn sẽ có những cái công nghệ độc quyền của Levi, chẳng hạn như là cái chế độ Quiet Keep, tức là một cái mức độ lọc và cái động cơ của nó dùng nó cũng sẽ rất là yên tĩnh. Cái mức decibel của nó chỉ ở khoảng tầm 22, tức là một cái decibel cũng không quá lớn để máy này khi mà nó hoạt động á thì cái tiếng của nó cũng rất yên tĩnh cho anh em có thể sử dụng, chẳng hạn như trong lúc anh em ngủ thì sẽ không bị làm phiền. Ngoài ra, con này nó cũng sẽ có những cái tính năng và cũng như là cái bộ lọc của nó ấy, thì anh em cũng sẽ lấy nó đơn giản thôi, anh em chỉ cần xoay như thế này. Đó, anh em nhấc ra. Đây, bộ lọc của nó này. Anh em thấy không? Thì con này nó sẽ có 3 lớp lọc, là anh em sẽ có một cái lớp lọc bụi ở bên ngoài. Đây, sẽ có một cái lớp lọc thô, đi vào bên trong thì nó sẽ có một cái lớp lọc bụi mịn mà cũng như là một cái lõi lọc HEPA. Thì với cái lõi lọc HEPA này thì nó sẽ chặn lại được những cái mùi và nó sẽ giữ mùi, và sau đó nó sẽ khử được mùi. Ngoài ra thì cái bộ lọc này nó cũng sẽ giúp cho anh em có thể lọc được bụi, đó chính là 0,3 micromet, là một cái bụi cũng có thể nói rất là mịn để khi mà anh em hít vào á nó sẽ rất là mệt. Đó. Tuy nhiên, một máy lọc nhỏ như thế này thì nó cũng sẽ có một cái điểm hạn chế, đó chính là cái diện tích lọc của nó, tức là cái không gian lọc của nó sẽ không được lớn. Thường thì nó sẽ rơi vào một cái phòng 17 m2 là ok,
Còn nếu anh em nào sử dụng những cái phòng mà trên 17 mét vuông chẳng hạn như là 30 hoặc là 45 mét vuông như là phòng khách này kia thì con này nó sẽ không phù hợp nha. Nó chỉ phù hợp để anh em bỏ vào những cái khu vực như là bàn làm việc để lọc không khí xung quanh bàn làm việc của anh em này, hay là một cái phòng khách nhỏ, phòng ngủ hay là chỗ giường ngủ hay là trong xe hơi, thì đó là những cái vị trí và những cái không gian phù hợp nhất với con Levi Core Mini này. Và còn một cái điểm nữa mà mình sẽ muốn nói với anh em, thì mình không rõ đây có phải là điểm trừ không, nhưng mà mình thấy là với mức giá chưa tới 2 triệu thì con máy lọc không khí này nó sẽ không có tính năng kết nối với smartphone để anh em điều khiển từ xa, hay là ra lệnh tắt mở bằng giọng nói, hay là tùy chỉnh những cái chức năng bằng điện thoại. Con này nó chỉ có đơn giản anh em dùng và bấm ở trên này thôi. Tổng kết lại thì Core Mini của Levi là một con máy lọc không khí mà mình thấy là chưa tới 2 triệu đồng mà nó có những cái thứ rất là ngon, chẳng hạn như là một cái kích thước nhỏ anh em có thể bỏ bất cứ đâu trong bất kỳ không gian nhỏ gọn nào đó mà anh em có, như là xe hơi, phòng ngủ, bàn làm việc, cực kỳ hợp lý. Mà chưa kể cái trọng lượng của nó nhẹ, anh em mang đi mang lại nó cũng rất là tiện. Anh em thấy sao? Mức giá chưa tới 2 triệu cho con Levi Core Mini này. Tôi nói thật luôn là tầm này chưa có anh em reviewer nào review con này trên YouTube đâu. Chỉ có gà tổng đây mới đang review và chia sẻ cho anh em về những cái trải nghiệm của mình về con này trong khoảng thời gian vừa qua mình sử dụng thôi. Ok, thấy thích video thì quên để một like, share và subscribe cho kênh Z. Mình là gà tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.